xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Dạnh áp thấp suy yếu và trả lại thời tiết đẹp cho Biển Đông. Tại khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, trong đêm nay và ngày mai, gió hướng Đông Nam với cường độ chỉ còn mạnh ở mức cấp 4. Thời tiết tốt với sóng thấp và mưa rông trên khu vực này cũng chưa xuất hiện nhiều, tầm nhìn xa duy trì ở mức cao trên 10 km. Còn tại khu vực giữa Biển Đông, từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, đêm nay và ngày mai duy trì trường gió yếu, mưa rông chỉ xuất hiện một vài nơi. Sang đến ngày 7 tháng 7, dạnh áp thấp yếu và tan hẳn, trường gió sẽ chuyển sang hướng Nam đến Tây Nam và cường độ mạnh dần lên mức cấp 4. Tuy nhiên, mưa rông thì vẫn chỉ xảy ra một vài nơi. Và đến ngày 8 tháng 7, gió sẽ chuyển sang hướng Tây Nam với cường độ mạnh cấp 4, cấp 5. Đồng thời, mưa rông sẽ gia tăng trở lại. Trong khi đó, ở khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, hiện tại gió mùa Tây Nam đang suy yếu. Vì thế mà sóng nhỏ, thời tiết tốt. Sang đến ngày 7 tháng 7, gió mùa Tây Nam chớm hoạt động lại, mưa rông sẽ gia tăng lại, nhưng diện mưa cũng mới chỉ dừng lại ở mức rải rác. Đến ngày 8 tháng 7 thì mưa rông trên khu vực này sẽ tăng lên diện nhiều nơi. Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, khoảng thời gian từ nay đến đầu tuần tới là những ngày thời tiết tốt, với trường gió Đông Nam có cường độ trung bình yếu ở mức cấp 4 trong đêm nay và ngày mai, sau đó giảm tiếp còn mức cấp 3, cấp 4 vào ngày 7 đến 8 tháng 7. Cùng với trường gió yếu thì độ cao sóng biển cũng thấp dưới 1,75 m, biển lặng. Mưa rông lại ít nên các hoạt động ra khơi bám biển, khai thác ngư trường hay là đi lại trên tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra khu vực Bạch Long Vĩ cũng rất thuận lợi. Ít mưa, gió yếu và sóng nhỏ, biển lặng cũng là trạng thái thời tiết của khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, cùng với tuyến hải trình từ Rạch Giá ra đến Phú Quốc trong đêm nay và ngày mai, thậm chí kéo dài đến cả ngày 7 tháng 7. Từ ngày 8 tháng 7, khi gió Tây Nam hoạt động mạnh hơn, mưa rông cũng sẽ gia tăng. Và bản tin thời tiết biển hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con.